Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới chưa được khám phá. Văn hóa Trung Quốc từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với người Việt. Từ những bộ phim cổ trang Trung Quốc được chiếu trên màn hình TV, nhiều người đã bắt đầu mong muốn được thể hiện những nhân vật mà mình yêu thích thông qua trang phục cổ trang. Để trực tiếp trải nghiệm nền văn hóa thú vị này, những nhân vật như Võ Tắc Thiên, Tiểu Long Nữ, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi đã nổi tiếng thông qua văn học, ngày nay lại càng trở nên đẹp lộng lẫy hơn qua những bộ phim, khiến nhiều người mong muốn được một lần trông giống như họ. Vì thế, khi đi du lịch Trung Quốc, các du khách rất muốn hóa thân thành thần tượng của họ trong các bộ trang phục cổ trang. Vì thế, nhu cầu thuê mướn trang phục cổ trang để chụp hình, quay video ngày càng nhiều. Tuy nhiên, bí quyết lựa chọn trang phục cổ trang phù hợp với vóc dáng và tính cách của mình không phải ai cũng biết. Video này sẽ giúp các bạn hiểu về các loại trang phục cổ trang qua các triều đại Trung Quốc và cách lựa chọn trang phục phù hợp để tạo dấu ấn riêng. Chúng tôi hy vọng rằng video sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới lạ và trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên toàn thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để chúng mình có thêm động lực ra tiếp các video hấp dẫn hơn. Benjamin Franklin đã từng nói, người có lòng kiên nhẫn có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Các bạn hãy xem hết video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị về cách lựa chọn trang phục cổ trang phù hợp với vóc dáng và tính cách của bạn ở phần cuối của video này. Tìm hiểu trang phục cổ trang Trung Quốc. Trang phục cổ trang Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời và phát triển qua nhiều thời kỳ trong lịch sử. Nó thể hiện được sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc cổ đại và phản ánh sự phát triển của xã hội qua từng thời đại. Trung Quốc là một quốc gia có nền văn hóa cực kỳ đặc sắc, trong đó không thể không kể tới những bộ phim cổ trang truyền thống. Bên cạnh nội dung và diễn xuất của các diễn viên, người xem còn được mãn nhãn bởi các tạo hình nhân vật độc đáo. Không chỉ thu hút được người dân trong nước, mà đồ cổ trang Trung Quốc còn được đánh giá cao tại thị trường quốc tế, đặc biệt là các nước châu Á. Từ những bộ đồ cổ trang Trung Quốc nữ đến các bộ đồ cổ trang nam đều được các khán giả yêu thích bởi khí chất tao nhã mà tinh tế. Ngoài ra, các trang phục này còn được yêu thích nhờ những đường nét thiết kế tinh xảo, mềm mại với các hoa văn phức tạp và chất liệu vải cao cấp, mang đến sự sang trọng và nổi bật. Ngoài ra, sự kết hợp hoàn hảo với các món đồ trang sức cổ đi kèm cũng giúp cho trang phục truyền thống của Trung Quốc trở nên độc đáo và ấn tượng hơn bao giờ hết. Những bộ quần áo cổ trang Trung Quốc được bắt nguồn từ triều đại nhà Hạ khoảng thế kỷ 21 trước công nguyên. Lúc này, những bộ quần áo cổ trang Trung Quốc còn khá đơn giản, nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của người mặc. Trải qua nhiều thời đại, trang phục cổ trang Trung Quốc cũng được thay đổi trở nên đa dạng và tinh tế hơn. Song các màu sắc sử dụng cho trang phục cũng được kết hợp một cách hài hòa, đẹp mắt. Cho tới hiện tại, đồ cổ trang Trung Quốc vẫn được lưu giữ và sử dụng trong nhiều dịp đặc biệt của quốc gia này. Trang phục cổ trang Trung Quốc còn được gọi là hán phục, han phu, hiểu đơn giản là những bộ trang phục được mặc ở thời xưa của người Hán. Trang phục này được các giai cấp thống trị sử dụng rất nhiều, nó được quảng bá mạnh mẽ. Từ đó về sau, nó đã trở thành quốc phục của dân tộc Hán. Các trang phục này được thiết kế với ống tay to, rộng với phần chân vái xếp ly cầu kỳ, tỉ mỉ và được may nhiều lớp khác nhau. Hán phục là trang phục truyền thống lâu đời nhất của Trung Quốc. Trang phục này đa phần được làm bằng vải lụa. Trải qua nhiều triều đại, trang phục này đã được cải tiến hơn rất nhiều. Với nghìn năm lịch sử, Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến văn hóa ăn mặc của các nước lân cận, như trang phục truyền thống của Nhật Bản hay Hàn Quốc đều phát triển từ trang phục Trung Quốc cổ đại. Ngày nay, hán phục chỉ được mặc trong những dịp đặc biệt như là lễ hội và lễ cưới hoặc để chụp ảnh. Còn chờ gì nữa, các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục cuộc hành trình này và khám phá những điều bất ngờ đang chờ đợi. Những điều thú vị về trang phục cổ trang Trung Quốc. Trang phục cổ trang Trung Quốc có rất nhiều đặc điểm thú vị mà ít người quan tâm cũng như biết đến. Cùng điểm qua những điều này ngay dưới đây nhé. Thứ nhất, trang phục cổ trang qua mỗi triều đại đều được cách tân và thay đổi. Thứ hai, các triều đại thời xưa thường dùng gam màu tối để làm màu chủ đạo, nhưng về sau thường sử dụng màu sắc sáng hơn. Thứ ba, trang phục được mặc trong triều đình thường phức tạp, cầu kỳ và có màu sắc nổi bật như đỏ, vàng để toát lên sự sang trọng và giàu có. Một chuyện lạ khác, đồ cổ trang Trung Quốc lên phim thì được, nhưng đăng ký kết hôn thì không được. Cộng đồng mạng Trung Quốc đang tranh cãi nhau vì một cặp đôi mặc trang phục cổ xưa sặc sỡ với hình rồng và sắc đỏ như trong phim cổ trang để chụp ảnh đăng ký kết hôn ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Họ liền bị từ chối cho đăng ký kết hôn và vụ việc này đang gây tranh cãi.
Vợ chồng này cho biết, mặc dù nhân viên cơ quan đăng ký kết hôn đã giải thích rõ với họ lý do không thể đăng ký, họ vẫn không thể chấp nhận lý do được đưa ra là do bộ trang phục giống như trang phục diễn hí kịch. Nhân viên cơ quan đăng ký kết hôn thuộc Cục Dân chính quận Tân Hồ của thành phố Vô Tích cho biết, căn cứ theo quy định, hình ảnh dùng để đăng ký kết hôn không thể là hình nghệ thuật hay thậm chí hình mặc đồ cưới là trang phục cổ trang. Thật là một chuyện lạ đời phải không nào các bạn? Những chi tiết đặc biệt đang chờ đợi các bạn ở cuối cuộc hành trình này. Hãy tiếp tục lắng nghe để tận hưởng những điều tuyệt vời. Đồ cổ trang theo các thời đại Trung Quốc. Trang phục người Trung Quốc phát triển đã thay đổi qua từng chặng đường lịch sử, nhưng nhìn chung có thiết kế và cấu trúc vô cùng độc đáo, thể hiện nét riêng của từng triều đại. Bài viết dưới đây xin mời bạn đọc khám phá sơ lược trang phục cổ trang Trung Quốc qua các triều đại. Trang phục triều đại nhà Tần trở về trước. Với quan niệm trời có màu đen, trang phục của nhà Tần lấy màu đen làm chủ đạo. Trang phục được cấu tạo thành hai phần bao gồm áo trên đại diện cho trời có màu đen, phần quần dưới mang sắc vàng tượng trưng cho đất. Ngoài ra đến thời nhà Tần, màu đỏ được sử dụng nhiều hơn trong trang phục. Sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen làm chủ đạo tạo nên cảm giác cao quý, quyền lực. Ở trang phục của nữ thì màu sắc có phần nhẹ nhàng hơn với sự kết hợp màu trắng hoặc vàng ở những chi tiết trang trí của trang phục. Trang phục triều đại nhà Hán. So với thời nhà Tần, trang phục cũng không có nhiều thay đổi về cấu tạo. Từng lớp áo, cánh tay áo rộng, chi tiết thắt lưng vẫn được giữ nguyên nhưng màu sắc tươi tắn hơn rất nhiều, đặc biệt là trang phục của nữ giới. Trong triều đại này, trang phục thường có kiểu dáng quần áo một mảnh, được thắt bằng những sợi dây mảnh chứ không dùng cúc áo. Việc sử dụng các sợi dây mảnh để thắt trang phục có thể điều chỉnh kích cỡ cho phù hợp với cơ thể của từng người, tạo cảm giác thoải mái nhất. Trang phục triều đại nhà Đường là triều đại hưng thịnh nhất các triều đại phong kiến của Trung Quốc. Trang phục này có bước ngoặt khá lớn về kiểu cách. Nếu triều đại trước trang phục tôn lên sự đoan trang, kín đáo với những cánh áo kín cổ thì tới thời đại Đường lại ấn tượng với thiết kế hở da hở thịt. Từng kiểu dáng áo cho từng tầng lớp đều khéo léo khoe nhẹ làn da trắng nõn, phần cổ và hay xương quai xanh quyến rũ của người phụ nữ. Phổ biến hơn hết là trang phục có áo khoác ngắn, tay áo nhỏ với chân váy hẹp, có dây đai thắt ngang lưng, kết hợp với dải lụa dài khoảng 2 mét vắt qua vai luồn vào hai cánh tay tạo cảm giác mềm mại. Bên cạnh đó, việc kết hợp với màu sắc cũng thoải mái hơn nhiều, thoát khỏi gam màu đen, trắng, đỏ ở các triều đại trước đó. Nhà Đường có nhiều trang phục tươi sáng rực rỡ, riêng với nhà vua và hoàng hậu lấy màu vàng kim làm chủ đạo và được may từ những chất vải quý. Trang phục triều đại nhà Tống. Trang phục nhà Tống được đánh giá có thiết kế đơn giản nhưng mang nét đẹp sang trọng. Trang phục phụ nữ có phần trên là áo ngắn, ống tay hẹp, thường khoác bên ngoài áo khoác dài, có hai vạt đối xứng, còn phía bên dưới mặc váy dày. Trang phục truyền thống của Trung Quốc vào thời nhà Tống thường có màu sắc trung tính và thiết kế được đánh giá là trang nhã hơn nhà Đường. Trang phục triều đại nhà Minh. Thời nhà Minh, phụ nữ Trung Quốc mặc trang phục có áo ngắn và váy dày, phần eo có thắt dây lụa, váy xòe rộng và có nhiều kiểu dáng như váy xếp ly, váy đuôi phượng. Dân thường thời Minh chỉ được mặc trang phục có màu nhạt như màu hồng nhạt, hồng đào hay màu tím biếc. Riêng tầng lớp thượng lưu thường mặc áo choàng dài với tay áo rộng màu đỏ. Trang phục triều đại nhà Thanh. Nhà Thanh là triều đại phong kiến có sự thay đổi lớn về trang phục với phong cách kính cổng cao tường. Trang phục của cả nam và nữ thời này đều có cổ áo cao và kính, tay áo không còn quá rộng, nút cài áo được đặt ở phía trước ngực phải. Màu chủ đạo của triều đại này là các màu tươi sáng, riêng vua là màu đen hoặc vàng kim. Kiểu tóc của triều đại cũng khác lạ, nữ thì đội mũ bát kỳ, nam thì cạo chọc nửa đầu, nửa đuôi sau thắt bím dài. Các bạn đừng bỏ lỡ phần cuối cùng, nơi mọi thứ sẽ được giải đáp và mở ra những chân trời mới mẻ để khám phá. Bí quyết lựa chọn trang phục cổ trang phù hợp với vóc dáng và tính cách. Đối với người Trung Quốc, trang phục không chỉ để thể hiện vẻ ngoài sang trọng, kín đáo, mà còn là biểu hiện nội tâm của con người. Lựa chọn trang phục cổ trang phù hợp với vóc dáng và tính cách của từng người là một quá trình thú vị và tùy thuộc vào từng người cụ thể. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn chọn trang phục cổ trang phù hợp. Xác định vóc dáng. Hãy xem xét vóc dáng của bạn, có thể là hình thể chữ A, hình chữ O, hình chữ V, hình chữ H, v.v. Tùy vóc dáng mà bạn có thể chọn kiểu trang phục cổ trang phù hợp để làm nổi bật những điểm mạnh và che đi những khuyết điểm. Tìm hiểu phong cách cổ trang. Cổ trang đa dạng về phong cách từ các giai đoạn lịch sử và văn hóa khác nhau. Tìm hiểu về phong cách và thời kỳ cụ thể của trang phục bạn quan tâm để chọn trang phục phù hợp với cá tính và sở thích của bạn. Sắp xếp màu sắc.
Lựa chọn màu sắc phù hợp cũng rất quan trọng. Màu sắc có thể làm nổi bật nét đẹp của bạn và tạo sự hài hòa với tính cách. Hãy xem xét các gam màu phù hợp với làn da, màu tóc và màu mắt của bạn. Trang phục cổ trang có thể thể hiện tính cách và cá tính của bạn. Nếu bạn muốn thể hiện sự quyền lực và kiên định, bạn có thể chọn trang phục vương giả hoặc chiến binh. Trái lại, nếu bạn muốn trông nữ tính và duyên dáng, bạn có thể lựa chọn váy cổ trang dịu dàng và lãng mạn. Tìm kiếm tư vấn. Nếu bạn không chắc chắn về cách chọn trang phục cổ trang phù hợp, bạn có thể tìm kiếm tư vấn từ các chuyên gia thời trang hoặc bạn bè, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thử trang phục. Trước khi quyết định mua hay thuê trang phục, hãy thử trang phục đó để đảm bảo rằng nó phù hợp với vóc dáng và cảm giác thoải mái khi mặc. Nhớ rằng trang phục cổ trang là cách tuyệt vời để thể hiện sự độc đáo và cá tính của bạn. Hãy tham khảo các bí quyết trên và hãy tự tin và thoải mái khi mặc trang phục cổ trang của bạn. Nếu thấy các bí quyết lựa chọn trang phục cổ trang là hữu ích, các bạn hãy like để ủng hộ kênh nhé. Như vậy, có thể thấy trang phục cổ trang Trung Quốc qua các triều đại đều có nét đặc trưng riêng. Thời gian gần đây, nhiều người trẻ tại Trung Quốc cho biết họ thích mặc hán phục ở nơi công cộng. Tuy nhiên, một số người làm hán phục vẫn may hán phục mà không kiểm tra sử liệu. Từ đó may những trang phục không chính xác về mặt triều đại lịch sử. Khi mặc trang phục cổ trang Trung Quốc để chụp ảnh du lịch, chúng ta như hiểu hơn về lịch sử cũng như nét đẹp văn hóa của người Trung Hoa qua các thời kỳ. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại!